Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Đồng để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai tàn nha quý vị. Tàn to to không nào quý vị ơi. Em chào anh. Chào thầy, chào các cô chú anh chị em xem kênh Quê Dừa Một Ngày Dừa Giàu Sức Khỏe nha. Nay mình có đem về 30 cây giáo hạt riêng Thủ Đức nha anh em. Bông từ là 6 tới 12 cánh nha anh em. Địa chỉ mình là ấp 2 xã Ngay Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại mình là 0352751157 nha anh em. Rồi. Hình thức mình nhớ là bao ship toàn quốc ha anh em. Là mã đầu tiên, mã số 1 ha. Số 1. Rồi số mã 1. Số 1 quý vị. Mình ước lượng chiều cao hôm nay chắc cũng khoảng tầm hết đọt thì chắc cũng khoảng 1,5 m ha. 8.000 chắc cũng khoảng tầm 1,15 m ha, tầm đó ha. Cây này mình tước bông đẹp quá quý vị. Tước lá cho nó trổ bông thử coi á anh em. Nó hai lớp mà nó thơm ngất à anh em, cái mùi nó hương nó thơm ha. Hai lớp bông ha, bông đẹp luôn nè, đậu hai lớp đều quá ha, mà thơm phức à thầy hửi ơi, nghe mùi nó thơm phức luôn á. Dài dài này quý vị, bông hai lớp không ha, quanh 21 nha anh em. Rồi 21 để có luôn nha anh em. Rồi để đây đó. Giá có 800.000 anh em ơi. Rồi 800 quý vị, đế đẹp ha. Bông thì bao đẹp luôn rồi. Rồi 800 mà quý vị. Rồi xuống cây. Về khỏi cần ghép luôn, chơi bông zin luôn ha. Cây số 2. Rồi mã số 2. Em này tán ngang chắc khoảng 1m3 quý vị. Còn cao thì tới cái đỉnh thì chắc khoảng tầm 1,5 m ha. Đây. Cái đỉnh hết cái đỉnh lá xanh xanh này ha. Cái cành cũng khá quá nè ha. Cái nó chung cái cây đó anh em là nó trổ vàng bông đẹp lắm. Rồi quanh 22 anh em. Rồi để luôn. Để có luôn anh em. Để 2, 3, 4, 5 ha, 5 cộng to luôn ha. Rồi, cho luôn như thế anh. Giá 800 anh em. 800 luôn, bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Đây, mã số tiếp theo số 3 bên đây em này chắc cao khoảng tầm 1m7 rồi quý vị. Ở tán ngang chắc khoảng tầm 1m3 ha. Rồi tàn cũng tròn rồi quý vị. À quý vị nghĩa ha, cái đây cạnh nè, mình đọc chủ nè. Ra ra chỗ này quý vị thấy tay cạnh dưới đây cũng đều luôn nè ha. Thấp thân thấp luôn ha. Rồi vô quanh nó luôn. Quanh 25 anh em ơi. 26 yếu. 25 quần. Giá 1,4 triệu anh em. Rồi 1,4 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số 4 ha. Số 4. Rồi mã số 4 thì cao tầm chắc khoảng là 1m45 ha. Tán ngang chắc khoảng 1m35. Đang tròn do ha. Do luôn. Hai cành khích luôn nè quý vị. Cành khích luôn ha. Rồi hoành luôn. Hoành 24 anh em. 24 hoành ha. Rồi xây xây luôn. Đế luôn. 24 hoành. Đế cũng đều quá nè. Đế có luôn nha anh em. Hai cành thì khích rệt. Giá 1,8 triệu anh em ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Số 5. Mã số 5. Mã số 5 thì em này cao tầm khoảng là 1m7 nha quý vị, tán ngang khoảng tầm 1m5 hơn ha. Em này cái tàn bự nè. Tàn bự nha. Rồi xây xây cho quý vị xem cái tàn nó tròn luôn anh Nam. Không quý vị, tròn đều ha. Tàn to ha. Mặt bên nào cũng kính mít hết trơn vậy ha. Tàn này rộng thênh thang, nó 1m5 chắc nó hơn 1m5 đó quý vị. Rồi, tay cành là bự bự ha. Rồi vô hoành luôn nha quý vị. Vô hoành luôn. Vô luôn. Hoành 29 anh em. Rồi 29 hoành. Rồi để luôn nha quý vị. Để có luôn nha anh em. Giá 3,1 triệu anh em ơi. Để có luôn ha. 3,1 triệu quý vị ơi, bao ship luôn ha. Cái này tàn bự lắm nha. Hết sức cái tàn ha. Rồi xuống cây. Hai khiên đi. Không nổi mà.
Rồi mã số 6. Tiếp theo số 6. Em này tán ngang chắc khoảng 1m3 ngang. Còn cao thì tầm khoảng 1m7 ha. Rồi, đọc chủ đi quý vị. Tay cành cũng đều nè. Bảy. Mình xuống quanh luôn ha. Quanh 26 anh em. Rồi. Để giá tên 1.1 anh em ơi. 1.1. Bao ship luôn. Mày để rồi, xuống cây. Mày để một tí cu khiên đi, mày lấy chổi mày gom gom này ra giùm mày. Rồi, mã số tiếp theo số số 7 ha. Ra cho nó số 7. Rồi, mã số 7 ra quý vị. Thì em này cao tầm khoảng 1m8 nhưng quý vị tán ngang khoảng là 1m3 có hơn ha, tính 1m3 ha. Cao thì tầm 1m8 đó. Rồi, đọc chủ nó đây. Trong tàn cũng bự nè. Đâu gì nghe tay cạnh ha. Rồi, vô hoành luôn nha quý vị. Hoành 27 anh em. Đây. Rồi 27 hoành. Rồi, để có để luôn anh em. Để cũng có ha. Giá 1.5 triệu anh em. 1.5 triệu rồi quý vị. Đã yêu thương luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 8 bên đây quý vị. Tám này em này chắc khoảng 1m4 cao ha, tán ngang cũng khoảng 1m4 luôn. Hàng tròn luôn ha. Kính tàn đó nè quý vị. Tay cành ở trong khích khích nữa nè. Đây có cành trong ha, khích luôn ha. Rồi, mình đổ hoành luôn nha quý vị. Hoành đoàn ở đây đi ha. Rồi, đó đây. Tay cành ở dưới chia đều có 4 nhánh luôn nha anh em. Rồi, 26 dưới tính 25 đây ha. 25. Giá 1.7 triệu anh em. Rồi, 1.7 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. 9. Rồi, mã số 9 ha. Em này cao tầm khoảng 1m7. Rồi, tán ngang chắc khoảng là 1m35. Rồi, đọc chủ nó đây ha. Trung tàn cũng còn đều nè quý vị. Mặt bên nào cũng đều hết trơn ha. Tay cành bên kia nữa. Nghe. Tay cành khích hết trơn nha quý vị. Hôm nay tay cành từ trên xuống dưới rất khích nha. Rồi, quanh. Quanh 25 anh em. Rồi, 25 quanh. Rồi, xây đế luôn. Đế có luôn nha anh em. Đế nôm luôn. Giá 1.6 triệu anh em. À, 1.6 triệu. Rồi, bỏ cây 12 ra cô. Với cây số 4 kéo ra đồng phiên ở đây á. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số này số 10 phải không anh? Số 10. 12, 4. Rồi, mã số 10 đi quý vị. Rồi, mã số 10 em này cao tầm khoảng là 1m8 đến 1m9 nha quý vị. Tán ngang thì khoảng 1m3 đến 1m4 ha. Tầm đó nha. Đó, tàn cũng tròn đều ở trên này ha. Mặt bên nào cũng đều vậy ha. Cực cũ luôn. 28 hoành anh em. Rồi, hoành 28. Rồi, để luôn. Để có luôn. Giá 2.2 triệu anh em ơi. Rồi, 2.2 triệu. Rồi, xuống cây. 11. Số 11. Rồi, qua bên đây. Số 11 bên đây quý vị. Rồi, cao tầm khoảng là 1m3. Tán ngang chắc khoảng là 1m25 ha. Rồi, tàn nè quý vị.
còn ha. Rồi tại cành đồng dưới nè. Kích rịch nha anh em. Rồi vô quanh luôn. Quên. 25 ha. 25. Rồi 25 quanh. Giá 1.3 triệu anh em ơi. Rồi 1.3 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. 12. 12. Hai em này chắc cao tầm khoảng là 1m2 ha, ngang chắc khoảng 1m2 luôn rồi quý vị. À, tàn ha, cũng đều tròn đều ha. Không lép bên nào ha. Quanh 24 anh em. Rồi 24 quanh. Giá 900 anh em. Rồi 900 rồi quý vị. Rồi xuống cây. Số 13. Rồi 13 bên đây. Đây em này tán ngang chắc khoảng 1m rưỡi nha quý vị. Rưỡi ngang ha. Cao thì em này chắc khoảng 1m9-2m gì đó ha. Khá cao. Để lắc luôn nha anh em. Gốc lắc luôn. Càng bự ha. À, quý vị nghe tay cành cái ha. Tay cành động trời đây, giữa nè. Đều anh em, tay cành thả đều. Ra dài dài xuống luôn nha quý vị. Rồi, tay cành đẹp ha. Quanh 29 nha anh em. Rồi 29 quanh. Rồi xây xây để luôn anh. Để có luôn hết nha anh em. Ba giá 3.1 triệu anh em. Rồi 3.1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Nó mười mấy vậy ta? 14 phải không? Dạ 14. Rồi mã số 14 đi quý vị. Cao thì tầm khoảng là 1m7 ha. Tán ngang thì khoảng 1m3. Tàn thì mình thấy nó phân bố cũng đều nè quý vị. Kính tàn ha. Kính mít hết trơn, mặt bên nào cũng vậy ha. Tay cành còn dưới ha. Dưới đây thì chia rồi 4-5 nhánh ở dưới đây luôn ha. Đặt kẹo dưới đây luôn ha. Quanh 27 anh em ơi. Rồi 27 quanh. Giá có 1.3 triệu anh em ơi. Rồi 1.3 triệu. Rồi xuống cây. Cây 15. Rồi mã số 15 bên đây. Rồi em này cao tầm chắc khoảng tính 1m4 thôi quý vị. Tán ngang tính gọn gọn chắc khoảng 1m25 đi ha. Để đọc chủ nó lên đây đây. Đó. Đang tròn nè. Tay cành thì hướng lên xíu ha. Tay cành quá xá ha, thằng bự bự không nè. Quanh 27 anh em ơi. Rồi 27 quanh luôn. Rồi xây xây đế luôn. Giá 1.3 triệu anh em. Rồi 1.3 triệu. Rồi xuống cây. 16 ha. Rồi mã số 16 cao tầm khoảng là 1m7. Tán ngang khoảng 1m3. Rồi đọc chủ cái gì. À, tàn cũng tròn đều ha. Rồi tay cành. Để có luôn nha anh em. Quanh 26 anh em ơi. Rồi 26 quanh. Để luôn. Để có luôn nha anh em. Cộng to to. Giá 1.2 triệu anh em ơi. 1.2 triệu. Cái yêu thương luôn. Rồi xuống cây. Rồi cái 17. Số tiếp theo. 17. Rồi 17 thì cao tầm khoảng 1m7, tán ngang 1m5 luôn. Tàn tròn ha.
đặc tàn luôn quý vị. Đây cạnh cái gì đấy ở trong trên khích 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 không quanh 26 anh em. Rồi 26 quanh giá có 1.6 triệu anh em ơi. 1.6 triệu rồi xuống cây. Cây 18 mã số 18 rồi số 18 cao 1m8 luôn. Tán ngang khoảng 1m3 1m8 cao ha. Đây đọc chủ cái gì. Tại canh con bố cũng đều quá nè. Quần 26 anh em. Rồi 26 anh. Rồi xây xây luôn. Giá 1.3 triệu luôn anh em. Khoan, để có luôn anh em. Để nghe. À, để đẹp nè. Rồi 1.3 triệu. Xuống cây. Số tiếp theo 19. Thằng con do bực chảng luôn. Hôm nay cao thì tầm khoảng 1m7. Tán ngang thì cũng cỡ 1m7 luôn. Nó tàn còn do luôn quý vị. Thằng bự ha. Rồi đọc chủ em nó nè. Thằng tròn. Cái cành phân bố trong nè. Quỳnh 28 anh em ơi. 28 quỳnh nha quý vị. Lát nữa. Rồi rồi cứ xây đi. Rồi xác nhận 28 đúng ha. Rồi tay cành cái gì như tay cành đó ha. Đế có luôn anh em. À. Rồi vô đế luôn. Chậm chậm. Đợi em với. Rồi nhìn cái kỹ đế ha. Nó nhìn nè. Quay đây. Đó. Rồi. Giá 1.6 triệu anh em. 1.6 triệu à. Giá yêu thương quá ha. Rồi nhanh tay quý vị chốt đây quý vị. Rồi. Xuống cây. Này 20 ha. Nó mấy rồi bái? 19 rồi hả? Giờ số 20 phải không? Rồi bên đây 20 quý vị. Rồi này cao tầm khoảng là 1m45. Tán ngang thì cũng cỡ tầm đó luôn. Tàn tròn nha quý vị. À, đều bốn mặt nha. Rồi xây xây dấu gì xem cái nó đều dấu gì tàn tròn nó tròn đều đây ha. Đường bốn đều trơn nè. Quanh nhiêu anh? Quanh 20. Cân 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 lên trên. Quanh 25 anh em ơi. Rồi, nè. Em chúng đây. Báo rồi. Chúng kêu nó báo 28 rồi. À để đây quý vị. Giá 1.2 triệu anh em. Để cũng đẹp đó nè. Rồi xuống cây. Số 21. Rồi 21 bên đây một em tàn cũng bự luôn. Rồi em này cao tầm khoảng 1m8 nha quý vị. Tán ngang khoảng tầm là 1m4 đến 1m5 ha. Tàn bự nè. Rồi đọc chủ nè. Rồi vậy với tổng thể tàn em nói cái ha. Đó. Đều ha. Bốn mặt ha, không lép bên mặt nào ha. Xuống đế trước đi ha, bành trước đi. Quỳnh 27 anh em. 7 nè. Đây. Dư xác ha, 7 dư luôn đó. Đế có luôn anh em. Giá 1.6 triệu anh em ơi. Rồi, cái gì nghe tay cạnh nè. Đều nè ha. 1.6 triệu, đã yêu thương luôn. Rồi. Xuống cây. Clip này là giá yêu thương nhất luôn. Quý vị chốt lẹ đi quý vị. Số 2 anh em to, ơi. Giá nhỏ ha, tàn cũng đẹp, đế cũng đẹp đẹp không nè ha. Đế thì xuất sắc thì không gọi là xuất sắc mà cũng chia đều có đủ ha. Em này cao khoảng 1m7 nha quý vị. Em này hình như là mã số 22 ha. 22. Rồi tán ngang tầm khoảng là 1m35.
Đó, tàn nè quý vị nghĩa nè, bốn mặt đều hết ha, hoành to mà giá nhỏ luôn, 26 hoành anh em dư nè. Rồi hoành 26 dư luôn, để nè giá có 1,2 triệu anh em ơi. Đó, để bốn mặt có hết trơn ha, còn tay cạnh quý vị nghĩa luôn nè. Đó, tay cạnh cũng đều nè, zoom 2 giá 1,2 triệu anh em ơi. Có 1,2 triệu thôi. Rồi xuống cây. Rồi sang 23. Rồi mã số 23 tán ngang này chắc khoảng 1m4, cao khoảng 1m8, 8 cao. Rồi mình vô hoành luôn ha. Hoành đêm khá quá nè, 27 hoành anh em. 27 ha. Rồi đêm khá ha. Giá có 1,8 triệu anh em ơi. Rồi 1,8 triệu. Rồi xuống cây. Cây 24. Rồi số 24 bên đây tán ngang em này chắc khoảng tầm 1,5 m nha quý vị, cao chắc khoảng 1,8 m luôn quý vị, thằng bự ha, ngang 1,5 m cao 1,8 m ha. Rồi xây xây quý vị nghĩa cái tàn luôn. Đó. xây đều ha, không lép mặt nào ha, hoành luôn. Rồi xuống dưới luôn, hoành bự giá nhí đây, hoành 29 nha anh em. Rồi 29 hoành. Rồi quay quý vị xem đế luôn đi. Đó đế luôn. Rồi, có luôn nha anh em, đây có luôn, giá có 1,5 triệu anh em ơi. Rồi, 29 hoành có 1,5 triệu anh em. Rồi 1,5 triệu. Rồi xuống cây, hết sức cái tàn luôn ha. Đó. Tàn, hết sức 24 luôn. 25 hả? Rồi mã số 25 cái tàng còn do luôn, thấy thương quá ha. Rồi này cao 1m4, ngang 1,5 m. Đó. Ngang 1,5 m, cao 1m4 quý vị, tàng tròn dễ thương quá ha. Cái nhà còn gọn để cái này trước cửa ngon lành nha anh em, lùng lực nha, tàng đều. Tàng đều quá ha. Tay cạnh cũng đẹp nè, khích luôn, để có luôn nữa. Quanh cái này thì khó chơi ha, tay cạnh càng đẹp lắm. Quanh 27 anh em nè. Rồi để luôn, chậm để chậm có luôn nè. 1 nè, 2 3 4 đây, 5 cộng đây, ở đây có nữa nè, 6 nè, 6 cộng thành 12 nha, 2 dọc. Rồi. Hai dòng là 12 cộng. Để đẹp, tàn đẹp. Giá có 2 triệu anh em. Rồi, 2 triệu quý vị. Đó, cái này thì đẹp toàn diện ha. Cái 26. Rồi, mã số 26. Em này cao mình tính thẳng 1m3 nha quý vị, tán ngang 1m3 luôn. Cái này mình anh em nào chơi còn về xả phôi lại cũng được ha, gốc bự mà về qua năm mình dưỡng qua năm sau ngon lành. Tại cành khá quá ha, hoành 27 anh em. Rồi 27 này giá có 900 anh em ơi. Để đi hoành 27, tay cành khá, để khỏi xem. Rồi, giá 900. Rồi xuống cây. Đó. Cây mấy rồi bảy? Rồi mã số 27 bên đây. Rồi em này cao tầm khoảng là 1m7 luôn, tán ngang 1m5 m. Này nhìn cái tàn cũng to hả quý vị, tròn đều bốn mặt ha, xây cái năm. Đó. Mặt nào cũng như mặt nào ha, cần do không, không có lép mặt nào hết nha, đều hết hả quý vị, để có luôn nữa anh em. Tay cành cũng đặt hết trơn nè, đặt vô.
29 rồi, anh em 29. Ơi. Đây rồi. Có luôn nha anh em. Đây. Đây có những đây luôn nhỏ, nha, nhỏ 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 nha anh em. Giá nhiêu ta? Thấy nhiêu vậy thầy? 2,5 triệu anh em. Rồi, 2,5 triệu. Cây 27. Rồi, xuống cây. Qua cây 28. Rồi, sang cây 28 có gì vậy? 28 này cao khoảng 1,5 m ha, tán ngang khoảng tầm 1,5 m luôn. Tàn tròn luôn nè quý vị. Rồi, xe xe quý vị nghĩ cái tàn cái nào nè quý vị. Tròn đều ha, không lép mặt nào ha. Rồi, dần dần cái kéo rạ tên chúng quý vị xíu nữa, xem tay cạnh ha. Chậm chậm gì nghe kỹ ngay. Rồi, hoành luôn. Hoành 25 anh em ơi. Không, rồi, xe xe luôn. Đế có luôn nha anh em. 2, 1, 3, 4, 5 cộng. 5 cộng to to không nè. Giá có 1,1 triệu anh em rồi, ơi. Rồi, 1,1 triệu. Đây bình thường luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, sang 29. Rồi, mã số 29 cao tầm khoảng là 1m6 đi ha. Rồi, tán ngang. Tán ngang hôm nay chắc khoảng 1m4. Em này nói chung thì tàn thì một bên ngắn ngắn, một bên dài dài. Đó, về quý vị muốn coi nó đều thì cắt bên dài đôn vô xíu ha. Đợi bên kia ra ha. Nó sẽ đều tàn lại ha. Số 29. Quanh 23 anh em ơi. Rồi, quanh 23. Để có luôn nha. Rồi, xe cái anh Nam cho quý vị nghía cái tay cành ha. Đó. Đó. Tàn thì nó trung bình ngắn bên dài. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cộng. Đếm dọc nữa ra 12 yeah. luôn. Giá 1 triệu anh em, cây 29. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số 30 là cây cuối cùng của clip không? Rồi, mã số của clip. Số 30. Tàn tròn bự luôn. Rồi, hôm nay cao tầm khoảng là 1m7 đến 1m8 nhưng quý vị tán ngang khoảng tầm 1m6 ha. Đó, tàn tròn bự nè. Đó, xây xây luôn. Xây 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 anh em ơi. Bốn mặt ha quý vị, tròn đều giống nhau. Không lép mặt nào. Rồi, tay cành phải chậm chậm lại cái năm. Đây. Nó gì? Kéo thử nha. Đó, trong là kẹo trong thôi ha. Ra xuống dưới luôn. Rồi, xây xây. Đây, tiếp luôn đoạn dưới. Đế đẹp luôn anh em. Đế luôn. Đế đẹp cho đế quá. Đi nhìn quý vị. 1 2 3 4 4 cộng bự rồi đó. Bên đây thêm cộng bự chảng nữa nè. 5 cộng rồi, anh em. 5 cộng bự chảng. Quanh nhiêu đây? Quanh đó rồi mà. Nhiêu? Nãy báo nhiêu quý vị quên rồi. Đó lại đi. Quanh 27 anh em. Rồi. Giá 2,9 nè anh em. Rồi. Xuống cây. Mã số 30 cũng là mã số của clip rồi quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo anh Đồng. Để số điện thoại của anh Đồng thì mình để phần tiêu đề đó quý vị. Rồi, quý vị có chốt số lượng nhiều té, nhiều trơn, có giá trị luôn ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Clip sau. Rồi, cái giò nó ghê.